Sáng ngày 5 tháng 4, Phòng Giáo dục Đào tạo thành phố Hội An tổ chức tổng kết hội thi giáo viên dạy giỏi cấp học mầm non năm học 2023-2024. Hội thi diễn ra từ ngày 5 đến ngày 27 tháng 3 với sự tham gia của 78 giáo viên của các trường mầm non và mẫu giáo trên ba thành phố. Mỗi giáo viên trải qua hai phần thi, gồm báo cáo biện pháp và hoạt động thực hành. Theo đánh giá của ban giám khảo, các giáo viên đều có sự chuẩn bị chú đáo về dụng cụ giảng dạy, đồ dùng, đồ chơi đa dạng, thuốc các em tham gia. Hoạt động chuyên môn được chú trọng với các biện pháp hiệu quả, nâng cao chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục trẻ. Trong phần thi thực hành, các giáo viên đã hướng các hoạt động giáo dục để trẻ trải, trải nghiệm với phương châm lấy trẻ làm trung tâm, tạo hứng thú cho trẻ tham gia và có hoạt động đảm bảo các yêu cầu về kiến thức và kỹ năng. Nhân dịp tổng kết hội thi giáo viên dạy giỏi cấp học mầm non, phòng giáo dục đào tạo thành phố Hội An đã trao chứng nhận giáo viên dạy giỏi cho 78 giáo viên dự thi và khen thưởng cho 22 giáo viên đạt giải cao gồm 1 giải nhất, 3 giải nhì và 6 giải 3 12 giải khuyến khích. Trong đó, giải nhất hội thi thuộc về cô giáo Phạm Thị Quỳnh Na, trường mẫu giáo Măng Non.